Ngày 8 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang cho biết đã xác định nguyên nhân vụ xe tải lao vào một quán làm tóc khiến 4 người thương vong. Theo công an, nguyên nhân sơ bộ do người điều khiển xe máy không làm chủ tay lái, tự ngã lấn sang phần đường của ô tô. Tài xế điều khiển ô tô vì tránh va chạm với xe máy nên đã đánh lái sang phải dẫn đến lao vào một quán làm tóc bên đường. Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế ô tô, công an cho biết tài xế ô tô không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Trước đó, như báo người lao động đã thông tin, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 7 tháng 1, tại đường liên xã Việt Lập Liên Chung, thuộc địa phận thôn Đông Âm Vàng, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô do tài xế Trần Văn Mờ, sinh năm 1980, trú xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, điều khiển va chạm với xe máy đi ngược chiều do anh Đồng Văn C, sinh năm 1992, trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên, điều khiển. Sau va chạm với xe máy, xe ô tô tiếp tục lao vào một quán làm tóc bên đường vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ và ba người bị thương các phương tiện và nhà dân bên đường bị hư hỏng